các đơn vị theo cái địa hình tại đó cũng là chỉ huy các cấp cũng quan trọng rất nhiều, chứ không quan trọng nhiều rồi, đơn vị phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và đề phòng về tất cả mọi cái diễn biến tại cái chốt của mình làm việc. Đấy, và nhất là các đồng chí phải để ý phòng dịch, trước tiên là phòng dịch cho bản thân, sau đó là các đồng chí thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao. Kia là đơn vị sau khi nó nhận được là cái kế hoạch của cái là bộ là yêu cầu là tăng cường lực lượng của địa phương, thì đơn vị của là xã cũng là đã cũng là quán triệt và cũng là biên chế cũng là đồ hình sắp xếp của là cho cái là cán bộ chiến sĩ của là đảm bảo về cái từ những cái cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác của là phòng dịch, và cũng là đồng thời là đơn vị xã cũng là có chương trình kế hoạch là hành quân từ cũng là Tây Nguyên về cũng là thành phố Hồ Chí Minh cùng với là thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái nhiệm vụ về cũng là tuần là an ninh chính trị tại các cái khu vực trên 12 điểm cũng là xung quanh khu vực của là địa bàn thành phố cũng là Hồ Chí Minh để cũng là giữ gìn cái an ninh trật tự và cũng là đảm bảo cho các cái lực lượng mà cũng là làm tốt được công tác là phòng dịch để đưa cho cái là tình hình là dịch là sẽ cũng là đẩy lùi cái là dịch để cho là quần chúng nhân dân nó quay trở lại cái là bình thường. Đấy là cái là còn là chương trình kế hoạch thì đơn vị là có cái chương trình kế hoạch tổ chức hành quân thôi. Đây là cơ bản là gọi là mới xuống thì gọi là trên cái địa bàn của thành phố thì bước đầu thì có tạo điều kiện cho nơi ăn ở cái là nghỉ ngơi. Thế còn là đơn vị bắt đầu hôm nay bắt đầu mới gọi là thực hiện cái nhiệm vụ chính. Còn là cơ bản là gọi là ở tại của là thành phố Hồ Chí Minh là gọi là đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ nơi ăn ở là đảm bảo, không có vấn đề gì của là khó khăn cả. Hiện giờ thì cơ bản là gọi là cán bộ chiến sĩ là gọi là yên tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân cảm thấy rất là tự hào khi được góp phần nhỏ bé sức lực của mình để tham gia phòng chống dịch bệnh Covid. Thì trước khi xuống đây thì mình sẽ được quản trị hướng dẫn những cái công việc cụ thể là mình sẽ thực hiện trong thời gian ở đây. Dạ, theo chỉ đạo và của chỉ huy thì sẽ phân công theo từng chốt để chốt chặn các cửa ngõ ra vào khu vực thành phố. Đợt này là tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh, còn các đợt khác là chia ra nhiều tỉnh thành. Thì bản thân khi sau khi được tiếp nhận thì bản thân chấp hành nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường xuống thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, quyết tâm là hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch được hết dịch. Thanh cho biết là trong cái thời điểm mà mình nhận được cái quyết định mà điều động đi á, để xuống này hỗ trợ, thì cái suy nghĩ của mình như thế nào trong điểm mà mình đặt ra một cái nhiệm vụ cụ thể và quyết tâm ra sao? Thì bản thân thì cũng suy nghĩ bình thường, đây là một nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân, bản thân là cũng là một chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động, thì bản thân cũng thực hiện tốt cái nhiệm vụ của cấp trên giao, sẵn sàng tham gia tất cả các nhiệm vụ. Lực lượng của cảnh sát cơ động bộ sẽ hỗ trợ tại 12 chốt kiểm soát chống dịch cấp thành phố và sẽ cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, các lực lượng như thanh tra giao thông sẽ kiểm tra khai báo y tế, kiểm tra các cái đối tượng ra vào cửa ngõ thành phố, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cái việc lưu thông và hạn chế tối đa cái việc lây lan dịch bệnh, góp phần thực hiện cái việc chống dịch trên địa bàn thành phố.
nắm ra đủ bắn hạ. Lễ xỉ dương à? Lễ xỉ dương.